xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Phạm Ly Boston. Hôm nay thì mình đang có mặt ở triển lãm hoa lan tại New Hampshire nè các bạn. Thì ở đây họ bán cũng khá nhiều lan. Mình đang đi lựa nhào vô chỗ mua lan xem thử coi có cái lan nào để mình mua trước không thôi người ta mua hết. Vì rất là đông luôn các bạn ơi. Do mấy năm rồi dịch Covid nên họ không có triển lãm. Nên bây giờ họ mở lại nên đông lắm các bạn. Chen chúc chen lấn nhau mà mua lan luôn. Bây giờ thì mình thấy là không còn lan nhiều giống như lúc trước nữa các bạn. Lan ít lại rồi, bị người ta mua cũng khá nhiều rồi. Những cái cây mình thích không còn nữa. Hoặc là còn thì cũng không có còn tốt nữa các bạn. Bị người ta lựa mấy cây tốt hết rồi. Tại vì họ mở thứ 6, mình đi thứ 7. Cho nên là cũng không còn nhiều lan nữa. Cũng còn đó nhưng mà không có còn nhiều. Mấy cây này mình định mua nhưng mà nhìn thấy không tốt nè, nhìn nhỏ quá nên mình không mua. Thì mình quyết định là mình sẽ order online cái website của cái chỗ này luôn. Mình order họ gửi về cái lan tốt hơn là mua tại chỗ này. Giá thì hơi cao hơn, đắt hơn. Và cái lan nhìn cũng không có tốt bằng họ gửi về cho mình. Cho nên mình sẽ order. Order thì phải trả tiền ship nhưng bù lại cái lan thì nó tốt hơn. Cây này thì nhìn cũng đẹp nhưng mà mình không có thích lắm. Mình đang định mua mấy cây dendro loại này nè các bạn, trồng trong tủ kính rất là xinh luôn. Hôm trước thì mình đi chỗ kia họ bán 50 đồng đó các bạn, còn ở đây bán rẻ hơn, 20 mấy đồng, 30 đồng, giá rẻ hơn. Mình chưa bao giờ trồng loại lan này nên cũng không có biết cách trồng. Mình cũng muốn tìm hiểu xem trồng ra sao và mua vài cây về trồng. Hôm nay thì họ có mấy cây lan Light Casty nè các bạn. Nhưng mà nhìn cây không tốt nên mình không mua. Mình thích cái màu này nè, màu đỏ ha, nhìn đẹp quá chừng luôn. Nhưng mà cái cây nó bị thối rồi, bị hư nên mình không mua. Còn đây là cái quầy bán lan của người Đài Loan. Bên đó họ qua đây họ bán luôn nè các bạn. Thì mình cũng quay sơ cho các bạn xem. Cây lan đen Kinjanam này cũng đẹp nè các bạn. Dendrobium Kinjanam. Cái đó có mùi thơm và cái lá cũng khá đẹp. Đây là cây lan hồ điệp và có lá đẹp này các bạn, Philippines. Juliana. Có hoa luôn, nhưng mà hoa héo hết rồi, rũ hết. Chủ yếu là mình mua về làm giống. Mọi người rất là đông luôn các bạn, cho nên chui vô trong chỗ này mua không được luôn rồi. Bây giờ mình chen vô, mình tìm nè. Cây này cũng là Dendrobium ha, cây hoa này hết rồi. Cây này cách lây da mini nhỏ xíu ha, cây 35 đồng. Màu cũng xinh, màu vàng. Giờ đứng đây đợi người ta. Ở đây lan hồ điệp thơm nè các bạn. Cánh màu đỏ ha. Cánh đỏ hay cánh tím gì đó, cái màu này không biết nói là màu gì luôn. Vừa tím vừa đỏ. Mình thích cái lan này nè các bạn. Lan héo hết rồi. Cây lan này gọi là cây lan coffee, màu coffee. Còn bên đây là cây lan màu đỏ, trắng đỏ. Đây là lan hồ điệp thơm nha các bạn, có mùi thơm. Một cây này, mình lựa mình xem cái cây nào đẹp mình mua ha. Nếu bây giờ mình không mua mà mình đi xem hoa trước á, thì người ta mua hết và một hồi mình tới đây là không còn nữa. Hôm nay mình đã tranh thủ đi rất là sớm luôn đó các bạn. Sáng sớm là khi mở cửa là mình đã có mặt tại đây luôn rồi. Nhưng mà người ta thì nhanh hơn mình nữa, người ta đã mua trước mình luôn. Những cây lan ở đây nhìn cũng khá tốt, to, khỏe. Đây là những cái loại lan mà mình chưa có nè. Lan thì rất là nhiều giống các bạn, rất là đa dạng. Mình thì hôm nay chủ yếu là đi tìm hồ điệp thơm thôi các bạn. Mình thích giống hồ điệp thơm, trồng trong nhà. Có mùi thơm nữa. Đây là cây lan cũng hồ điệp nè. Màu trắng, lá có viền. Hôm nay thì rất là khó quay phim vì rất là đông người các bạn. Không có quay được giống như bình thường. Ở đây cũng cây lan hồ điệp nữa nè. Cây Venda này rất là xinh luôn nè các bạn. Mình mua một cây nha. Mình thích cây Venda này nè. Cây màu tím rất là xinh. Cây này là mini rất là nhỏ nha.
Đem ra cho các bạn xem cái màu. Cái màu tím. À, cái loại Vanda này rất là nhỏ nha các bạn, trồng trong tủ kính thì được. Nó hợp với trong tủ nha. Rồi chen lấn. Khó quay quá các bạn. À, đây là lan hài nha. Lan hài nhìn cây nhỏ quá, không biết có trồng lên được nó lớn hay không. Nhỏ đắt quá các bạn. Trồng lâu lắm mới được lớn cho nên mình cũng không thích lắm nữa. Hoa cũng nhiều màu sắc đa dạng nè. Đẹp nhưng mà nhỏ, cây hơi nhỏ. Cây nhỏ như thế này mình trồng khoảng 2-3 năm mới ra hoa. Thôi lâu lắm, đợi không nổi. Còn đây là những cây lan mà đang có hoa sẵn nè các bạn. Hoài dễ thương ha, đẹp. Mấy cây lan này đắt tiền lắm khi đã nở hoa như vậy. À, còn đây là tiệm hoa lan khác nè các bạn. Tiệm lan này thì mình cũng thường hay mua, GL Orchid đó các bạn. Mình quay sơ cho các bạn xem nha. À, hôm nay thì chủ yếu mình đến đây mình tìm mua hồ lan hồ điệp mini hoặc là lan hồ điệp thơm. Cho nên là mình chỉ quay sơ cho các bạn xem mấy cái lan này thôi, chứ mình không mua cái mấy cái loại này nữa. À, mình sưu tầm hoa lan thì lâu lâu á, mình thích một loại nào cái mình mua loại đó. Xong rồi sau đó mình hết thích hoặc là mình chán mình đi tìm cái loại khác, mình mua cái loại khác. Cây lan vũ nữ này cũng dễ thương nè các bạn. Màu vàng rất đẹp, mình cũng thích cái màu này. Vàng đậm. Đây là những cây lan hồ điệp thơm nha, giá rất là đắt, giá cực kỳ đắt luôn nha. Quay cho các bạn xem để các bạn nhìn thấy, thì các bạn có muốn mua thì đến đó mua. Họ cũng có ship luôn đó các bạn. Lan này thì hồ điệp thường. Hồ điệp thơm này đa số hay nở vào mùa hè. Cây này 45 đồng nè các bạn, giá đắt quá. À, mấy năm trước mình mua cây lan này giá khoảng là 28 đồng thôi các bạn. Bây giờ lên giá 45 đồng. Gì cũng lên giá hết. Xăng lên giá nên gì cũng lên giá. Lan cũng lên giá luôn. Mấy cây hoa này nhìn tươi tốt ghê. Các bạn nhìn thấy lá rất là đẹp ha. Lá sạch sẽ. Lá xanh nhìn giống như cải xà lách luôn. Đây mình thích cây lan này giá 55 đồng. Nhưng mà nhìn cái cây cũng không được tốt cho nên mình không có mua. À, mấy cây lan này là đang nổi tiếng năm nay nè các bạn. Mọi người rất là thích. Hàng mới ra nha. Giá cũng rất là chát. Giá khoảng 95 đồng trăm mấy một cây nha. Có 3 lá. Mình trồng phải chắc khoảng 1 năm mới ra hoa. À, còn đây là cây lan Pale Bear Queen. Giá 75 đồng nha. Cây Bellina màu tím cũng rất là xinh, 48 đồng. Mấy cái lá này cũng đẹp đó các bạn. Cây Bear Queen này có 2 lá, 75 đồng. Nãy giờ thì mình đi shopping lan xong rồi. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cây hoa lan ở trong triển lãm nha. Mình thích cây này lắm nè các bạn. Mình sẽ tìm mua cây này nè. Màu vàng rất là đẹp ha. Mình cũng thích cây này luôn. Nói chung là hình như mình thích màu vàng, nên cây nào màu vàng là mình cũng mê. À, đây là loại lan hồ điệp thơm không đó nha các bạn, không phải là hồ điệp thường đâu nha. Những cây lan này họ gọi là Phalaenopsis novelty, giá rất là đắt, không có giống như những cái lan hồ điệp thường mình mua ngoài chợ. À, cây Zygo này các bạn, vũ nữ thơm đó, Việt Nam mình gọi là vũ nữ thơm. Bên này thì gọi là Zygo. Cái màu này quá xinh luôn các bạn, dễ thương ghê, thơm lắm, cái mùi thơm lắm, nhưng mà cây đó khó trồng. Mình thích cây này luôn nè các bạn, nhìn dễ thương ha. Mình sẽ tìm mua cây này khi mà có dịp. Mình thích cái màu này.
Cây này cũng dễ thương, cái lá có viền. Đây là hồ niệm thường thôi. Hồ điệp màu trắng dễ thương quá các bạn. À, mình nhìn thấy bên này cũng có chỗ bán lan nè các bạn. Lan Đen Trô ha. Mình đặc biệt chú ý cây lan này. À, cây lan hài nha. Lá rất là đẹp nè. Nhìn cũng to và đang có vòi hoa nữa. 45 đồng. Triển lãm thì họ cũng có bán đủ thứ loại này các bạn. Đây là những cây lan giả, họ làm bằng bột, họ nặn ra đó các bạn. Rồi bán chậu, rồi bán kho, thiệp, bán thiệp hình lan. Mình thích mấy cái chậu này nè, nhưng mà không biết mình trồng được hay không nên mình cũng không mua. Mấy cái loại chậu này thì trồng giống như là phong cách của Nhật đó các bạn. Nước của bên mình thì hay bên đóng muối cho nên mình trồng mấy cái chậu đó hay bị đóng nhìn xấu, không có chỗ chen vô luôn. Mấy cái lá này cũng đẹp nè các bạn, mình cũng thích mấy cái loại này lắm nè, giá đắt lắm. Bây giờ thì mình tiếp tục xem hoa nha, xem hoa ở triển lãm. Năm nay hoa ở triển lãm thì không có đẹp giống như mấy năm trước, nhưng mà có nhiều người bán hàng bán lan thôi các bạn. Mình thấy năm nay họ trưng bày có vẻ là sơ sài và hoa không nhiều, không đến nỗi là mình làm cho mình ngạc nhiên giống như mấy năm trước. Hoa cũng không có thấy hoa lạ nữa, chắc lẽ mình nhìn nhiều loại quá riết rồi mình nhìn hoa nào mình cũng không thấy lạ. Mấy cây lan Cattleya này cũng rất là đẹp nè các bạn, thơm nữa. Đây là chỗ quảng cáo dành cho những cái chậu nha. Đây là phong cách trồng của những cái chậu như thế này, nhìn cũng rất là xinh. Ô, mình thích cây lan này nè các bạn, mình sẽ mua cây này giống vậy trồng nếu mình gặp nè. Cây lan này là cây Epidendrum, mình thấy cái size nó cũng tương đối nhỏ. Mình quay lại cái thác cho các bạn xem nè. Cái hoa nhỏ xinh xinh ha, Cattleya. Màu hồng cũng dễ thương. Ô, mình thích cái màu này ghê, cái màu này cũng đẹp nè. Họ bỏ trong chậu nhìn cũng khá dễ thương. Cái hoa này họ gọi là cây lan mai nè các bạn, Saco, cây lan của Úc. Cây này thì mình trồng hai cây đều chết, mình không biết trồng. Thì sau này nếu mà gặp mình sẽ mua trồng lại xem sao. Vì lúc trước mình không có mua, mình trồng đèn cho nên mình trồng không thành công. Wow, cái màu này đẹp ghê á. Dendro, mình thích cái màu này nè các bạn, cái màu này cũng khá đẹp ha. Venda, dễ thương ghê. Pinky, mình hửi thì không nghe mùi thơm nha. Quá chừng sai bông luôn. Cây đen chưa quấn quấn. Mình thích cái cây này nè, cách lay da màu trắng rất đẹp nha. Cánh thì dày nè, mà hoa cũng lạ nữa, nhìn cái hình dạng của lan rất là lạ và cái màu rất là sang vì cái cánh nó dày. Cây Dendrobium này hình dạng rất là lạ nha. Cách lay da màu vàng. Và cây Epidendrum này cũng màu vàng. Cây mày cũng đẹp nè các bạn. Phần màu cam rực rỡ ha. Mình thích trồng những cây Cattleya trong chậu như thế này, nhìn dễ thương. Chậu to quá chừng luôn. Cái hoa màu trắng này rất đẹp. Hôm nay triển lãm rất là đông người luôn, rất khó quay, mình quay mình phải trốn tránh. Quay phim rất khó. Toàn người không. Quay bị che khuất rồi. Cho nên hôm nay các bạn xem video thông cảm cho mình nha, nhiều khi bị lắc lắm. Đây là cây lan Lycaste, quá đẹp luôn, sang quá. Mấy cây lan này không
không biết cây lan gì. Mấy cây lan Lycaste ở đây cũng đẹp nè. Mình thích cây lan này nè, mình chưa có cây nào hết. Dendrobium. Mình không thể nào mà qua bên đó quay được. Người ta đứng đông quá, mình phải quay xéo xéo à. Không quay lại gần được các bạn. Hôm nay quay phim thất bại vì đông người quá. Cái bụi lan này cũng to quá chừng nè. Lan này nhìn cũng lạ ha các bạn. Mình thích nhất là những cây Lycaste nè. Mình có một cây và mình thấy ở đây trưng bày những cái cây rất lạ nha. Mình thích cái loại lan này lắm. Nhìn rất là sang trọng. Quá chừng đẹp luôn mà không quay gần được. Đông quá mình phải đứng quay xéo. Đang quay cũng có cái tai thật vô. Phụ nữ tề thiên đó. Không quay gần được. Bị che lại. Nếu mình gặp cái cây Lycaste này mình sẽ mua nè. Bông đẹp quá. Khá nhiều lan hài ở bên phía bên kia xa quá. Bây giờ thì mình đã chen vào được chính giữa nè. Mình quay cho các bạn xem những cái lan hài phía trước. Cái chỗ này thì họ bài trí cũng rất là xinh nè các bạn. Có những sợi chuỗi ha. Để giống như là kho báu và rớt vòng vòng những cái lan. Và đây mình quay cảnh khác cho các bạn xem. Lan hồ điệp thường thôi. Mình có một cây giống giống như vậy đó các bạn. Mình có 3 cây trồng chung. Wow, cái cây này đẹp quá. Mình quay lại gần coi cái tên nó tên gì. Để sau này mình biết nó mình mua. Cây này mình cũng thích luôn. Mình cũng rất là thích cái loại lan này nè. Sau này mình sẽ mua vài cây giống đó mình trồng thử. Mình chưa có cây nào. Đẹp quá. Ở đây có mấy cây luôn nè các bạn. Màu cam, màu vàng rất là nổi bật luôn. Mình thích cây này nhất nè. Mình phải tìm mua cây đó. Cây đó đẹp quá. Dendrobium. Màu cam, vàng cam. Chỗ này cũng khá nhiều cây đẹp nha. Mấy cây Dendrobium nhỏ xíu ở dưới rất xinh. Cây này thì rất dễ trồng ở xứ lạnh này các bạn. Cái loại này mình trồng năm nào cũng ra mấy vòi hoa, cũng ra mười mấy vòi hoa chứ. Cây này đẹp nè các bạn, màu trắng đẹp. Đây là King Gia Năm nè các bạn, Dendrobium King Gia Năm. Mà loại này cái lá nó có viền trắng rất là đẹp, dễ thương. Có mùi thơm nữa. Ở đây cũng có bán cây đó, chút nữa mình sẽ mua cây đó. Wow, mình cũng thích màu này ha. Dendrobium này của Úc nè các bạn, đẹp lắm ghê á. Màu dễ thương. Mấy cái này đa số là có mùi. Cây này cũng dễ đẹp nè. Cây này màu đậm. Quá chừng bông luôn. Mình thích nhất là cây này luôn nè các bạn. Wow, quá chừng đẹp luôn. Màu vàng, có viền trắng nha. Bông quá chừng bông, đẹp quá. Cây này đẹp tuyệt vời nha. Cái tên của nó nè, mình để đây để cho biết, cho nhớ cái tên của nó. Để mà order thì biết tên mà order mua cây này. Cây này đẹp quá. Màu đẹp luôn. Nhiều hoa nữa, sặc sỡ luôn. Cái màu vàng đúng màu mình thích luôn. Mình thích cây này quá chừng thích luôn, đẹp. Nhiều hoa. Đây cái bàn này là họ trưng bày như thế này nè các bạn, nhìn cũng đơn giản. Ở đây thì họ trồng trong cái bể kính như thế này. Dành cho những cây lan thích ẩm ướt nè. Cũng ra hoa rất là tốt luôn. Cattleya này rất đẹp nha. Cánh nhọn. Rất là sắc sảo. Wow, cái bông màu cam này cũng đẹp quá nè. Cây màu xanh này cũng đẹp luôn. Cây Zygo nè. Cây Zygo thường hay có mùi thơm. Cây màu cam quá đẹp.
mình đi qua bên đây xem sao. Đây là cây lan gì mình không biết luôn. Quay lại bên đây. Cattleya, cây cattleya này quá xinh. Màu trắng, cánh nhọn. Cây này quá chừng bông luôn, cũng đẹp nè. Cây đó đẹp. Cây bụi hoa này quá chừng. Lan hài nha. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bông. Cây hoa này cây gì đây? Nhìn hoa lạ quá. Rồi, cái màu trắng này cũng đẹp quá chừng, xinh nè. Trắng tinh khôi luôn. Mình thích cái cây màu vàng này, cây màu vàng này đẹp nè. Cây này là cây Dendrobium ha. Cattleya. Phải không? Mấy cây lan hài cũng dễ thương nè. Màu hồng, hai cánh hai bên. Wow, cái bụi cây này lớn quá. Đây là cái bàn khác nha. Ồ, mình thấy cái chậu này cũng khá đẹp nè. Chỗ này là chỗ trưng bày dành cho cái người bán vật liệu mà trồng lan đó các bạn. Mình thấy cái thác nước, cái chậu thác nước cũng dễ thương xinh. Cây lan hài này cũng lạ. Cái thác nước này dễ thương lắm. Cây vũ nữ này chưa kịp nở hoa đem đi triển lãm rồi. Nụ hoa như trái nho. Còn cái cây lan hồ điệp rừng này quá chừng cây con luôn. Tùm lum luôn. Còn ở đây họ đang trưng bày những bức tranh họ vẽ thi này các bạn. Rất là đẹp ha. Là những cái bức tranh đoạt giải vẽ hoa lan. Đây là bức tranh đoạt giải 2. Còn bức tranh vẽ lan hài này đoạt giải 3 nè. Đủ loại lan. Nhiều màu sắc cũng rất là xinh ha. Rồi ở bên đây họ có những cái bức tranh chụp về lan, nhìn cũng rất đẹp. Hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Trong cái video lần sau mình sẽ unboxing những gì mà mình mua được từ cái triển lãm hoa lan này. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.